Mấy chú mua cái gì? Nè, con Đạt ở nhà không? Ủa, chú kiếm thằng Đạt có chuyện gì không? Nó thiếu nợ mà không trả. Bây giờ tụi tôi tới đây tìm nó để đòi nợ nè. Mấy người nói giỡn á hả? Con của tôi làm công ty nước ngoài, tiền lương á lãnh bằng tiền đô không à. Tiền xài không hết, mắc gì thiếu nợ. Bà nhìn cho kỹ đi, đây có phải là chữ của con bà không? Trời, đúng là nét chữ của thằng Đạt đây mà. Mà mình có nghe nó nói nó mượn nợ ai đâu, mà sao giờ tụi này tới đòi nợ? Đạt đang ở đâu? Tôi không biết. Má hai nói nếu không có nó nhà, phá nhà nó. Mấy người vừa nói gì? Đòi phá nhà tôi hả? Tôi kêu công an tới đó. Cái gì? Công an hả? Cái gì? Công an hả? Đừng có phá nhà tôi. Em làm nghề tiếp viên vũ trường lâu chưa? Anh hỏi để làm gì? Anh nghĩ người như em sao lại làm nghề này? Nghề này có gì xấu xa đâu anh. Con người của anh cổ hủ quá à. Thông thường thì mấy cô gái làm nghề tiếp viên vũ trường sống phóng túng lắm. Hay là em làm bạn gái anh đi. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Nhưng mà em nói trước nha, em còn nuôi một mẹ già và ba đứa em gái còn đi học nữa đó. Yên tâm, đã là bạn gái của anh thì anh sẽ lo tất cả mà. Anh hứa nha. Anh nằm đây chờ anh chút nha. Alo. Con hả? Con về nhà liền đi. Tụi nó tới nhà mình, tụi nó đập đồ tan nát hết trơn rồi. Nhanh đi con ơi, về với má đi con ơi. Lẹ lên. Ủa anh, đi đâu vậy anh? Ừ, anh có công việc, anh phải đi gấp. Trong tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu. Tìm em không gặp. Chứ tìm em không gặp. Tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau. Ôi, hàng xóm đã lâu mà bữa nay bà mới qua chơi. Tôi đem chè qua cho ông ăn chứ có qua chơi đâu. Ủa, bữa nay ngày gì bà nấu chè vậy? Ngày gì đâu, hồi sáng tôi đi chợ thấy hàng sen nó tươi quá cho nên tôi mua về nấu chè ăn cho mát, rồi sẵn tiện đem qua cho ông ăn luôn. Thôi,
Ông ăn đi, còn nóng đó. Bà uống nước đi. Dạ. Được không ông anh? Ngon lắm. À, tôi có chuyện này muốn hỏi ông anh. Nhưng mà ông anh phải nói thiệt cho tôi biết nghe, đừng có giấu tôi gì hết đó. Có chuyện gì thì bà cứ nói đi, chứ làm gì mà cứ úp úp mở mở vậy. À, hôm bữa tôi thấy ông anh ngồi nói chuyện với tụi nhỏ đó, mà tụi nhỏ có vẻ như là nó nể phục ông anh dữ lắm. Chắc là hồi đó ông anh cũng dữ dằn lắm ha. Ừ. Bà nói vậy là sao? Không, tôi nghĩ sao nói vậy thôi, chứ có dữ dằn với ai đâu. Nhưng mà người bình thường không có tính cách như vậy đâu. Nói gì thì nói, ông anh giúp tôi dạy dỗ thằng Nhân, tôi mang ơn ông anh dữ lắm. Ôi, ơn nghĩa gì ở đây? Tôi coi thằng Nhân như con cháu ở trong nhà, nên có mấy lời khuyên bảo nó vậy thôi. Mà tôi thấy con bé Quyên á, nó cũng mến thằng Nhân nữa. Hai đứa tụi nó mà tiến tới với nhau á, thì tôi với ông anh cũng làm xu gia rồi. Ôi, tới đâu hay tới đó, hơi đâu mà lo xa chí vậy. Ông anh nói cũng có lý, chứ tuổi trẻ bây giờ tụi nó tự quyết định hết trơn à, không có giống như mình hồi xưa. Hồi đó ha, ông bà cha mẹ đặt đâu thì con cháu ngồi đó à. Bà nói đúng. Bây giờ á, con cháu nó đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó, ông bà thì nó gạt qua một bên. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi thấy con bé Quyên á, nó cũng có hiếu với ông anh lắm. Mà tìm mấy đứa con gái giống như nó có được mấy đứa đâu. Công nhận con nhỏ nó hiền lành, nó ngoan ngoãn thiệt. Nói thiệt với ông anh nghe, tôi mà có đứa cháu dâu như nó ha, có chết cũng mãn nguyện nữa. Có những thứ mình muốn cũng không được. Chuyện không có đơn giản như bà nghĩ đâu. Ông anh nói cái gì tôi không hiểu gì hết trơn à. Nè, mày có chắc là nó đang ở trong này không? Chắc chắn. Radar mới báo nó đang nằm ở trỏng mà. Không chừng nó sợ quá nó không ra. Alo, dạ taxi xin nghe à. Taxi làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Tôi kêu một chuyến tới khách sạn Bông, sao từ nãy giờ không chuyến nào tới hết vậy? Dạ, xe đang trên đường tới, anh vui lòng đợi một chút à. Vui lòng cái gì? Đây, kìa, đó kìa. Lại mày, chạy mày. Đúng rồi, làm gì? Đi mày, đi lên. Em đúng rồi, mày làm gì vậy? Mày làm gì bắt tôi? Không buông tôi ra, tôi la đó. La, mẹ mày. La, la mày, mày không la. Làm gì vậy? Đúng rồi mày. Chọn. Chọn mày. La, la. Đây chỉ là cảnh cáo thôi nha mày. Mày
mày lo trả tiền cho má hai đi. Nếu không đừng trách tụi tao ác nghe chưa. Mẹ mày đi. Liệu hồn cho mày. Tôi nghe. Ngọc Quyên ơi, cứu anh đi. Cái gì? Anh đang ở đâu vậy? Anh ở khách sạn Bông. Thôi được rồi, anh ở đó đi, tôi tới ngay. Taxi. Anh chở tôi tới khách sạn Bông giùm. Nhanh nha. Alo, cô biết bây giờ là mấy giờ chưa? Tiểu thư à, bây giờ hết giờ làm việc rồi. Cô đừng có phiền tôi nữa được không? Cái gì? Gọi điện cho anh mà cũng kêu là làm phiền nữa hả? Tôi có việc thì tôi mới gọi cho anh chứ. Thôi thôi thôi, có chuyện gì đến ngày mai nói đi. Tắt máy. Cái cô này la thiệt á, không biết muốn cái gì đây nữa à. Dám từ chối cuộc gọi của tôi hả? Tôi gọi cho anh cháy máy luôn. Gọi đi, gọi khi nào cháy máy thôi. Anh hay quá ha, dám từ chối tất cả những cuộc gọi của tôi. Thiện nhân ơi thiện nhân, rồi anh sẽ gặp rắc rối dài dài. Tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Đồ bụ non đáng ghét. Nhân ơi nhân, nhân ơi, nhân ơi nhân, nhân ơi nhân, nhân ơi, nhân ơi, nhân ơi nhân. Có chuyện gì vậy cô Út? Nhân ơi, cứu cô, cứu cô. Cô nói đi, có chuyện gì? Tụi nó quậy phá đập nát nhà cô. Tụi nó là tụi nào? Tụi cho dây nặng lãi, thằng Đạt mượn tiền của tụi nó. Tụi nó tới kiếm không có thằng Đạt ở nhà. Tụi nó phá nhà cô, nhân ơi, cứu cô. Trời ơi, tại sao thằng Đạt lại mượn tiền tụi này? Tụi cho dây nặng lãi, nó độc ác lắm. Nếu không có tiền trả cho tụi nó, tụi nó không tha cho thằng Đạt đâu. Cứu, cứu, cứu thằng Đạt.
Cứu thằng Đạt má ơi. Ôi, mày nói ngon lắm mà. Sống chết mặc ai. Rồi bây giờ có chuyện, mày qua đây mày kiếm thằng Nhân. Má ơi, thằng Đạt nó là cháu ngoại của má. Không lẽ má nhìn nó chết sao má? Má cứu con, má cứu nó đi má. Nhân ơi, cứu thằng Đạt đi Nhân. Mẹ con của mày chẳng coi ai ra cái gì hết. Lúc mày ăn sung mặc sướng, mày có nghĩ tới ai trong cái gia đình này không? Rồi bây giờ nhà mày có chuyện, mày qua đây mày kiếm nó giúp đỡ. Lương tâm của mày để đâu vậy hả lụa? Má ơi, má tha thứ cho con lại má. Con lại má, con biết lỗi của con rồi má ơi. Cứu con giùm đi má ơi. Cứu con giùm má ơi. Má ơi, con lại má. Thằng Đạt cũng là cháu của con ta. Con. Làm sao mà ta không thương xót nó được chứ? Alo, anh nghe nè Quy. Sao? Thằng Đạt bị người ta đánh đang nằm bệnh viện hả? Trời ơi. Thằng Đạt bị người ta đánh đang nằm bệnh viện. Lụa. Cô. Lụa ơi. Lụa. Lụa ơi. Lụa. Cô. Lụa.